chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chị hôm nay viền cùng với bẻ đẹp gió với cha đi lên bẻ bắp cả nhà ơi. Ôi bông hôm nay đâu cả nhà. Bông trồng gầm tháng 7 mà tới bữa nay nó mới nở. Cái này là bẻ bán được rồi nè. Hôm nay ở trên cái đám bông nè, đợt trước là có tỉa được mớ ông bà cô chú, được mấy hàng, được nằm tầm chắc 10 hàng quá. Ôi bông hôm nay đẹp quá nè. Nay được mấy ngày rồi cha, nhớ không cha? 14 này tới 14 này mới được tháng hả? Vậy là chưa tới ngày lặt đọt. Trời ơi, trên này trái bé tẻo tèo tèo. Giờ mình đi ra ngoài đầu ngoài mình bẻ vô nha cả nhà ơi. Kìa, nguyên đám bông thọ luôn. Trần ơi, cái này là bẻ bán được rồi nè cả nhà ơi. Gầm bán. Gầm này bán. Không, cái này neo tới gầm được. Tại vì mấy cái nhị á, nó còn rất là nhiều luôn á. Cha gì gần tháng 7 nè. Cái này á, nếu mà ấy thì mình tiễn tiễn mình bán mới cũng được. Ôi cái màu rất là tươi và đẹp luôn. Cha còn tiếc mấy cái cây bông cúc. Rồi giờ mình qua bẻ bắp nè cả nhà. Trồng lộn lộn vô bông nè. Đủ không qua chùa cái hàng nữa nước. Bự hả cha, bên bản trái bự hả? Bảy. Bảy bẻ sót cho bình kỳ. Cái hàng đó chưa bẻ đó. Kìa, bà bẻ hết rồi, còn chưa trái kìa. Ờ. Trời ơi, lựa chừa biết sót quá he. Bây giờ nó chừa lên cái bảy. Hàng nó nướng được đó. Cái bự. Chưa hai hàng hay một hàng? Hai hàng đi. Ừ. Chưa, bắp hôm nay là nó vừa ăn rồi. Ôi cái này nấu rất là vừa luôn. Hộp đều mà trái nó hơi bị nhỏ thôi. Có bẻ bên đó luôn không cha? Lượt. Không mà bên này là tỉa lượt. Ở bên đây mấy hạng, bên đó mấy hạng. Rồi đi tới ác đây. Thì mình coi nấu một nồi á, ngày mai sáng bán cả nhà. Giờ thu hoạch này là trồng lại gì nữa cha, tỉa bắp lại nữa hay gì? Bắp nữa. Tỉa bắp nữa. Bắp dễ trồng. Không đủ đâu cha ơi. Qua bẻ bên đó luôn đi. Dạ chờ lại hai hàng bên đó đi nữa mình nướng bán chị á. Trái nó bự. Còn này mấy trái nhỏ nhỏ thì mình chặt mình nấu bán. Cái này bẻ ăn chút xíu à. Gì đó dữ dằn, dữ dằn không bằng dữ dịch. Tới đó rồi. Có chị ở chợ, có chợ. Này nấu bắp này, chiếc này nấu rất là vừa ăn luôn. Rồi mấy cái đầu này trái bành bành không nè. Gì đó.
Hàng chưa được nửa bao nữa. Đây em. Ê, ai gớt. Quá dữ, quá dữ. Bên này á, phải có tẻ được mấy vòng nữa nè, ông bà cư chú ơi. Chắc nghi vẽ hết này luôn á chà. Đây gặp trái vậy. Nó gặp chút thôi. Trái nhỏ xíu không à. Gặp. Tuy trái nó nhỏ nhưng mà nó vẫn đều hột nha. Nè, mình bóp nè. Đều gan luôn. Lê lỡ trái bự bẻ hả? Tại nó nhỏ rồi bẻ hết đi, nó cho nó luôn đi. Bẻ hết đi mời mình bán bắp sống chị. Được không, mấy trái nhỏ nè. Thì nấu bán hết luôn. Giờ 4 trái 10 ngàn được, 5 trái 10 ngàn hả? Không mấy 6 trái 10 ngàn hả? 2 trái ngàn phải không? 500 trái. Giờ mà còn xài được 500 nữa đó. Để xuống đi cưng, cưng bẻ bên, chị bẻ bên. Bẻ được 3 bao nè cả nhà ơi, mà còn chừa ở chỉnh á, 2 hàng. Rồi giờ xúm nhau chặt. Rồi cái mình đem đi nấu. Pha chị. Chưa. Cái. Nó dữ. Đó. Lựa luôn ha chị. Mình chặt cái mình lựa luôn. Trái bự ra, trái bự nhỏ ra bên nhỏ luôn. Lặn xíu nữa. Mình trái bự thì mình chắc ở dưới, còn trái nhỏ mình chắc lên trên. Nồi bự đi chị ơi. Nồi bự đi. Cái này mình chặt hơi hơi thôi, chứ mình không có chặt sâu quá. Chặt đầu chặt đít cho nó đẹp chứ bác. Cái này là ngày mơi bắp này là đủ giá hết trơn. Cái này bắp nhỏ nhiều hơn bắp bự. Đúng rồi, mua cái dụng lặn hồng. Bẻ được cái bắp gì ha. Đã biết là không ai biết đâu á. Có hộp cầm được chị. Không sao, không sao, không sao. Này mấy trái nhỏ nhỏ này khỏi nấu lựa mấy trái đều đều được rồi. Bắt chúng quá cả nhà ơi. Không phải, cái này là trồng trong gặp không à. Mà trong gặp á, không có cái gì mà trồng mà tốt nổi chứ. Mình nhớ mấy đợt rau không, mình có ăn được đâu. Phải công ty trồng, tao nói cái đó. Cái đó ở với bà 7 chặt. Nó lộn đó. Chặt đi để người bẻ tao buồn. Đang tự trên đất thì đất lớn, đất lộn đó, mình lấy lộn. Lấy thôi rồi giờ tao chặt rồi, nó không hết. Thôi, không nổi nổi. Giờ giờ cha Duyên sẽ đem bắp chắc vô nồi để nấu đó nha cô chú ơi. Thì sợ mưa nè, làm cái vàng ra để mà nấu. Trời cái này bão bùng dữ lắm. Được chưa anh Tư? Được rồi. Chút nữa đi cái mình đổ thêm.
Ừ, đổ bắp vô rồi hết là hết rồi. Gió ba tranh thủ lắm, về là bắt đầu là lên lửa nè, quá đầu quân. Bắp đẻ về á, chặt nấu rồi đó ông bà cô chú ơi. Thì bên ngoài thì nấu nha, bên trong đây thì hôm nay sẽ nấu là bún ốc để nấu cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Cái phần ốc này là bác Năm với thím Hai nè, đi cắt rau nhút á, bắt đem về nè, rồi mình lấy lãi lấy cái ma mài nay mình nấu bún, với lại mình có mua mớ xương huyết cá chả nấm rơm. Thì ăn kèm là chỉ có giá với hẹ với rau muống thôi nha cả nhà, với lại quế cho nó thơm. Còn mình nấu củ sắn, cà chua với lại cà rốt cho nó ngọt nước. Bây giờ là vô nấu này là ăn bún chiều luôn. Đó. Bắp nè chị, nè chị gọn này giùm em đi. Nè bảy nấm nè bảy. Hôm nay là dì sẽ bún này là dì sẽ trụng qua nước sôi nha cả nhà. Nhắc là nước chiều. Mình bỏ cái nước. Nước bên này nó sôi nè. Nước sôi lên mình nấu cái nồi nước lẹo nữa là thưởng thức được nha. Thứ Hai mới vừa ra luôn đó cả nhà ơi. Nhờ có Thứ Hai mới có cái nồi bún ốc ăn đó ha. Còn bán Năm nữa. Không mà mai mốt biết rồi đó. Có muốn ăn ốc là alo Thứ Hai với bác Năm là có ốc ăn. Không mà Thím Hai bắt ốc ngon thiệt. Con nào con nấy bạnh bạnh không? Nó ăn nó bèo quá. Ăn bèo nó uống Thím Hai. Bữa đó con đi vớt ở ngoài khơi khơi á, nó ốm nhất à. Nó đâu có bèo đâu ạ. Cái trong gạo nó có bèo nó ăn nó không. Bắt Năm gà, bắt Năm gà kìa. Gọi hả bác Năm, bắt xong rồi hết rồi ha. Về á, rồi lên trển là nguộn thêm hai hàng nữa luôn cả nhà ơi, là hết trơn rồi đó, không còn nữa đâu. Hết rồi đó hả? Dạ. Có mười mấy hàng à, mà chí. Mấy cái hàng nữa nhỏ trừ lại. Ở trên đấm bông á thím Hai. Trên đấm bông. Dạ, trên đấm bông. Nước sôi rồi cả nhà, giờ chị sẽ thả thịt vô ha. Cái này á, thịt á, vừa rửa sạch trụng qua nước sôi sẵn là một nước rồi. Củ sắn gì cũng đã sắc xong rồi nè, chị sẽ cho vô sớm luôn để mình lấy cái nước ngọt luôn. Ôi, một lỗ ốc hết hồn luôn. Sợ ớt nữa hả? Bây giờ dì sẽ sắc huyết thả vô luôn nha cả nhà, lặn cho nó thấm nè. Huyết này thì mình cũng luộc trước một nước rồi. Ngày nào bắt được là bắt hoài luôn đó. Ở trong đó bắt biết nào mới hết thứ Hai. Bởi vì cô là nước giật xuống nó chờ ta sạch đó. Dạ. Nó mới hết. Ăn ba cái bèo trước cái đậu từ từ nó ăn con phao con phao cho cái đậu xay qua ăn đậu từ từ. Ăn từ từ ghế rồi hết đám gà của người ta luôn. Bởi vậy mấy cái chỗ nào mà có ốc là nó không có bèo. Nó cảm mà lỡ phao. Nó ăn nó lắm xương. Nó ăn quá bà nhìn nó bà nhìn rồi nhìn nó thấy mà. À, chị ba nuôi ốc á, chị ba vớt bèo á vô cho nó ăn. Không, chị vớt bèo á ăn bóng giờ lắm. Không, bèo cá. Bèo cám. Bèo cám ăn dữ lắm. Bèo cá chị vớt rồi thả vô thôi, vô là ốc già con á. Đúng rồi, ốc vu vàng nó dễ sinh sản.
sơ chả cá là nha cả nhà. Dì sẽ nêm nếm cái nồi nước lèo cho nó thấm thịt với lại huyết cho nó ngon luôn. Có bọt đó thì mình hớt bọt nha. Cho muối. Nêm. Thơm ghê. Ngọt. Đi lại đường. Rồi đó, mình để cho nó sôi cho nó thấm hết. Rồi cái đầu cái viền xẻ ốc đó thì viền xẻ xào riêng nha. Chờ thím Hai sắc xả xong nữa thì mình sẽ xào ốc. Đừng có to quá chị. Xương xương được rồi anh Hai. Dạ. Rồi bây giờ dì sẽ khử cái phần ốc nha. Này là tỏi, cho phần nửa xả vô khử, còn phần nửa thì chừng nào mà tới mình mới cho vô cho nó thơm. Ôi ôi, thơm cái mùi ốc xào xả ớt. Nó ước nguyện chị ó hổm gài đó. Mơ ước là Nga ăn bún ốc. Rồi vậy thôi cho ốc đi. Làm cho nó thơm. Nay chị ó làm hai tô nha. Rồi chị sẽ nêm nếm cho cái phần ốc này nó vừa ăn luôn. Cho miếng bột ngọt. Nêm. 6 giờ 0 phút chiều. Được. Có muối. Sẽ cho xíu nước mắm nữa cho nó thơm. Rồi. Sẽ xào lại cho nó khô nước luôn nha cả nhà. Nó là dầu điều nghe cả nhà. Để vô cho cái màu nó đẹp với lại nó cũng thơm nữa. Mình cho bên ốc mớ, bên là nước mớ. Đưa vô là có màu liền hết nào. Mà hơi ít ha. Hơi ít. Dạ. Nấm rơm gì sẽ cho vô luôn. Cà gió với củ cải đỏ gì cũng cho vô rồi hết trơn rồi nghe cả nhà. Bàn dễ ăn bắt năm ơi. Rồi, chờ nồi nước lèo chín cái nữa làm mình thưởng thức. Ốc mình xào cho đến nó khô nước luôn á cả nhà, là nó thấm cái gia vị vô con ốc á, nó rất là ngon luôn nha. Nó khô rồi nè, chị sẽ cho xả còn lại vô. Quá thơm. Rồi bây giờ là thưởng thức nha cả nhà ơi. Giờ dì sẽ cho một cái dụm
nửa miếng dụm với nửa miếng thịt, nay ăn tô bún là no nê ốc ách luôn. Ngày chả cá nè, ốc rồi thêm huyết nữa. Ý muốn ăn nữa hả gì? Này, tô bún nhìn hấp dẫn nha. Để vào quế rồi đầy luôn rồi. Bóp vô. Lại nó còn chút nữa rồi vậy, mấy cái nữa rồi. Lúc nãy từ bóp đi rồi. Lúc nãy từ bóp. Cho miếng tỏi phi lên nè, rồi cà gió nữa. Hết chỗ để luôn rồi. Rồi cho quế nữa. Đó. Dứt anh em ơi, dứt dứt. Rồi lên múc bang thôi cả nhà ơi. Lên bàn, tối rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Bắt ghế ra luôn. Rồi chứ mày đứng, bắt ghế ra. Để tao làm nó hút cái gì điện. Bắt ghế chơi rồi ngồi, dứt. Rồi đặng vứt. Ôi tôi bún quá thứ luôn rồi. Thấy gì đó mà nó còn gì nè, thấy hôm 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 hai. Vô quá luôn rồi. Anh em ơi, tập hợp nhanh đi, tối rồi. Nhanh rồi tắt bếp giùm bảy ơi. Rồi, tắt rồi. Rồi. Rồi mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn bún ốc với gia đình luôn nghe. Rồi mời cả nhà ăn bún ốc luôn. Mời ông bà cô chú ăn nhanh rút lẹ luôn. Ai ớt dữ vậy? Ông ớt phải sắc không cho. Bún này dưỡng. Em sắc á. Ăn ghét nó ngựa ngớt cũng sắc vậy đó. Em không ăn ớt. Tại phim hai không có ăn ớt. Mẹ thông cảm đi. Chánh không? Mời cả nhà. Rồi, quý ông bà cô bác và anh chị cùng ăn bún ốc với gia đình mình tối nha. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Trời ơi ăn tô bún này. Cái nhìn cái tô bún này nó bằng gì? Bằng em. Mời cả nhà ăn bún ốc. Không phải là mời cả nhà mình ăn bún. Mời cả nhà. Già heo, giò heo nữa nè. Tô bún này quá thứ tô bún nè luôn rồi. À ý để con miếng mà mồi lên mà quá trời vậy. Chụm bún nhiều nữa để mồi lên cái nữa rồi ăn không nổi luôn. Chỉ để có miếng bún một thôi. Quyết rồi lớp nào ốc rồi lớp nào giò heo. Ăn bún chặt mà. Chặt cá. Chặt dạng. Chanh. Chanh ừ. Chanh không Tư? Không. Nước mắm kìa. Đưa lên Tư. Ở trên mình ăn, ở dưới cung cấp máu cho mấy mũi. Cái chỗ này chợ ma. Ăn Tư rồi. Chấm. Cả nhà ăn bún cả nhà ơi. Rồi. Nêm thử miếng nước lạnh. Đậm nước mắm nó ngon. Ngon. Miếng nước mắm nữa thôi. Ừ. Đóng hỏi, đóng hỏi thì chuẩn ra chín thì ngon nè. Hỏi vừa ăn, đóng hỏi vừa hỏi vừa ăn. Ui, hôm nay sao nó của tôi có để giá cá không không thấy vậy đã. Hôm nay nó là bún ngon thiệt chứ cha. Trời quên của bảy rồi đó. Ê, bữa nay tôi bảy rồi. Tốt nha. À, tội tôi cũng không có chả cá nữa mà. Có để không? Không có luôn. Thấy chưa? Là gạo với kìa kìa chả cá con thấy đàng hoàng luôn đó nghe. Đó sao à. Ừ. Gì vậy? Chứ không phải em. Có mình ăn con làm mà. Khi quên xong. Bún thì vô. Cho cũng ít được bún cũng ít nữa. Ngà chuối vô. Cải đỏ vô. Chị em ơi cho đẹp da đẹp dáng. Đẹp dữ vậy. Đẹp dữ vậy. Ăn ốc đi. Ừ. Ăn ốc mới đẹp da. Ừ. Cái này là ăn ốc không phụ lòng của thím hai với bác năm. Ốc xứ sở á. Còn chị ó thì lãi. Ốc xứ sở ba người lãi à. Ốc xứ sở mà. Ngon hải sản đó. Ngon quá. Ngon quá. Ngon đó. Ngon quá. Chị gì nấu sao? Ngon. Ốc nó giòn. Ốc giòn thì cực. Biết rồi sao? Biết thả sớm luôn. Thả sớm thấp. Này mà bún ngon quá. Bữa đó bà ra bà ăn rồi chè bắp cũng còn dĩ ăn luôn. Bữa đó chạy vui này. Bữa nào vui nóng rồi ăn ngon lắm. Gì nóng thêm chả ngay. Bữa lên nó vui. Cái mặt vui là ăn trái tim. Mặt trái tim. Nó vui gì đó. Con lát cái người múc bọc 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 cái mơ sáng ăn sáng nữa. Đúng không? Sợ nóng thì sáng nóng nhiều. Phải mua qua bọc.
kêu múc bọc bảy bọc ba bảy ba bọc chồng con đáng ra nhau đó là kêu vợ chồng con đây kêu múc bọc là bảy múc ba bọc thôi bảy múc bảy bọc luôn đi thôi bưng nguyên cái nồi luôn đi cho nó khỏi tốn bọc để như nó à vợ con đi bỏ tao nhà chết đấu chết khác bữa nay á thì bẻ bắp xong rồi á nấu á, ngày mai sáng chiều mới bán được á nha cả nhà thì nấu cái nồi bún ốc nay quá trời ngon luôn nay đi nước lèo ngon thiệt luôn nhìn thôi Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha giờ cũng trễ lắm rồi hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn ở video sau giờ xin chào và hẹn gặp lại bye 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 cả nhà.